Galaxy S23 Ultra. Còn đây là S22 Ultra thôi, sắp có mặt trên thị trường và chỉ 1 đến 2 tháng nữa thôi thì bọn mình mong rằng sẽ có những bài đánh giá thật sự là chi tiết về những con máy như thế này. Tuy nhiên, bọn mình không muốn nói quá sâu về chiếc máy này mà bọn mình muốn nói đến một thứ. Còn chip Exynos, các bạn đã bao giờ ở trong một mối quan hệ vừa ghét vừa yêu, vừa đau lòng vừa hạnh phúc, vừa muốn ra đi nhưng lại không muốn vứt bỏ bởi vì có quá nhiều kỷ niệm hay chưa? Chính xác, mình đang nói đến Samsung Exynos, những dòng chip rất có thể các bạn sẽ không gặp được chúng ở trên thị trường nữa. Có lẽ ngày khai tử của Exynos đã đến. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Relab. Thực ra thì toàn bộ cái đoạn trên mình chỉ gọi là chém gió vui vẻ một chút thôi, bởi vì cái tin đồn là không còn Exynos nữa, nó hoàn toàn vô căn cứ. Thực hư về cái chuyện khai tử Exynos là như thế nào? Các bạn biết rằng Samsung đã liên tục thất bại từ những đời Exynos 9820, hay kể cả những dòng sau này như là Exynos 2200. Kể cả có được hợp tác với những nhà sản xuất khác như là AMD thì nó không mang lại quá là nhiều những điểm đặc biệt. Sự thiếu vắng của những con chip Exynos đã được thấy từ 2 năm trở lại đây. Hiện tại những dòng sản phẩm như là S2 Ultra hay là Galaxy Z Fold, Galaxy Z Flip 4 Series đã đều được trang bị những con chip Qualcomm Snapdragon rồi. Galaxy Z Fold 4 của chúng ta chỉ còn là khoảng 39 triệu đồng mà thôi. Galaxy Z Flip 4 thì còn rẻ hơn nữa, loanh quanh là khoảng 20 triệu đồng. Các bạn quan tâm đừng quên truy cập vào những đường link đến với Di Động Việt. Rất nhiều chương trình đang chờ đón các bạn. Ví dụ như con Z Fold 4 này sale từ ngày 16 đến 20 tháng 11 tặng Galaxy Buds Pro trị giá là 4.990.000. Nhiều chương trình trả góp 0%, thu cũ lên đời. Đừng quên click vào đường link ở phía dưới nhé. Sắp tới thì những con S23 Ultra sẽ chỉ được sử dụng những con chip Snapdragon 8 Gen mà thôi. Và điều này có đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ tạm biệt Exynos hay là không? Tất nhiên là không, bởi vì chính Samsung cũng nói là họ sẽ tiếp tục sản xuất những con chip như thế này, đặc biệt là những cái điện thoại ở phân khúc là dưới 5 triệu và dưới 10 triệu nữa. Phó chủ tịch Samsung System LSI cũng đã nói rằng là hiện tại họ đang nằm trong cái thời điểm gọi là tái cấu trúc cũng như là sản xuất lại những cái dòng chip mới của chúng ta. Đây giống như là một quãng nghỉ hơn, chứ không phải là Samsung sẽ nói lời tạm biệt với những dòng chip. Các bạn đều biết rồi, những vấn đề xảy ra với những Dimensity 9000 series, những vấn đề xảy ra với Qualcomm 8 series, những vấn đề liên quan đến nhiệt độ, sự tương thích và đặc biệt nhất đó là khả năng tối ưu với tất cả những ứng dụng, thì tất cả những hãng chip bây giờ, nếu như bây giờ Samsung lại cố đấm ăn xôi và sản xuất ra quá nhiều những cái mẫu sản phẩm nó không thực sự được nghiên cứu kỹ mà lại nằm ở trong những phân khúc cao cấp tốn rất nhiều công sức nghiên cứu và thiết kế, thì rõ ràng đây là một canh bạc. Trong bối cảnh là toàn bộ thị trường của chúng ta đang có dấu hiệu suy thoái, không chỉ là về đồ công nghệ, điện thoại, máy tính, laptop hay máy tính bảng đâu các bạn. Theo như nhiều nghiên cứu và báo cáo thì trong khoảng 10 năm tới, nhu cầu mua bán chung của loài người sẽ giảm đến một mức rõ rệt. Cộng với tình hình chiến tranh ở Nga, Ukraine, giá xăng dầu tăng rất cao, nó không chỉ ảnh hưởng đến cách mà chúng ta tạo ra những dòng sản phẩm mới, mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng, di chuyển những dòng sản phẩm. Vì các bạn biết rằng những nhà sản xuất này không làm máy ở một nơi, họ làm từ rất nhiều nơi khác nhau. Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam và Mỹ đều góp phần tạo nên những dòng sản phẩm thế này. Và có thể thời điểm hiện tại thì họ đang chỉ cố gắng là men theo cái sườn đã có trước từ những dòng chip Exynos ngày xưa để tiếp tục phát triển mà thôi, trên những dòng máy dưới 10 triệu. Còn trọng tâm của họ, họ sẽ không liều để họ làm quá nhiều với Exynos nữa, chuyển qua Snapdragon. Dẫu sao, họ cũng là một hãng lớn, Qualcomm đến từ Mỹ, gia công bởi TSMC đến từ Đài Loan là nổi tiếng số 1 thế giới rồi. Đây là một nước đi vô cùng an toàn. Ok, bây giờ có thể Exynos ở trên những cái dòng flagship sẽ không còn nữa và họ sẽ chuyển hướng qua làm nhiều thứ khác hơn. Vậy thì tương lai của những dòng chip này nó là đâu? Ok, tạm thời nhìn sang một nhà hàng xóm nha, đó chính là Google Pixel. Ở đây chúng ta có hai sản phẩm là Google Pixel 6 và Google Pixel 7. Những chiếc máy này sử dụng dòng chip của Google Tensor được làm riêng, nhưng mà nếu các bạn cắt từng lớp của những con chip này ra, Tensor 1, Tensor G2, gần như không có quá nhiều điểm khác biệt với những con chip Exynos 2100. Điều này là phải nói tới việc là Samsung rất mạnh trong việc tối ưu những cái thuật toán AI, cũng như là điểm mạnh của Exynos là xử lý những tác vụ trí tuệ nhân tạo và tích hợp vào nhiều nhân NPU hơn. Về hướng đi thì rất có thể là Google đã chọn Samsung để tạo ra những con chip như thế này, đáp ứng được trực tiếp cái nhu cầu của những dòng Pixel 6 và Pixel 7 series để có những con AI nó thực sự là ngon. Và có lẽ sắp tới đây thì khi chúng ta không còn nhìn thấy những dòng Exynos nữa, có thể chúng ta vẫn sẽ nhìn thấy những Google Tensor G2, Google Tensor G3. Đây có thể sẽ là cái mũi nhọn trong thời gian tương lai, không còn Exynos nhưng vẫn còn Tensor. Bên cạnh những con Exynos trung cấp dưới 10 triệu, bên cạnh những Google Tensor có thể lắm nha, thì Samsung vẫn còn đang sản xuất Exynos cho những cái dòng đồng hồ thông minh. Chính bởi vì cái khả năng tự sản xuất WatchOS
nên là những cái đồng hồ Galaxy Watch của chúng ta luôn luôn sử dụng một cách trực quan và dễ dàng hơn so với nhiều đồng hồ khác. Đến thời điểm hiện tại, họ vẫn bắt buộc phải tiếp tục sản xuất Exynos mà thôi, để sao cho nó vẫn nằm ở trong cái hệ sinh thái cây nhà lá vườn, thay vì cái việc là họ sẽ phải mua chip từ những cái hãng khác và lắp vào trong đồng hồ của mình. Và một trong những thứ làm nên thành công của những dòng đồng hồ Galaxy Watch bắt buộc phải kể đến đó là Exynos, và Samsung vẫn sẽ tiếp tục đầu tư vào mảng này mà thôi. Ngoài vi xử lý thì các bạn nên nhớ rằng Samsung vẫn đang sản xuất chip 5G nha. Và bên cạnh những cái con chip Exynos 2200, những con chip flagship, thì Samsung vẫn sẽ tiếp tục tập trung sản xuất những mẫu modem Exynos để có thể gắn vào nhiều sản phẩm khác. Ngoài ra, Samsung còn có nhiều dòng chip Exynos để hỗ trợ cho công tác IoT, nên là cái việc Exynos bị khai tử nó hoàn toàn là không thể xảy ra. Đến thời điểm bây giờ, với cái việc là tuyên bố sẽ không sở hữu và không sử dụng những con chip Exynos 2300, 2400 trong tương lai, nó minh chứng cho một việc, đó là cái quy trình sản xuất những dòng chip xịn sò đến từ Samsung nó đã bị đình trệ từ rất lâu rồi. Chưa kể là nguồn lực của Samsung hiện tại đang đổ dồn khá nhiều vào cái việc là tạo ra những con chip Exynos trung cấp. Tuy nhiên, như mình phân tích ở phía trên, Exynos sẽ không thể bị khai tử ít nhất là trong vài năm tới. Và bản chất về những con chip Exynos ở phân khúc cao cấp hơn thì có lẽ đây vẫn sẽ chỉ là một cái quãng nghỉ cho họ mà thôi. Hiện tại, Samsung đang cam kết là sẽ tập trung nghiên cứu cũng như là có một cái mối quan hệ lâu dài để hợp tác với AMD. Chúng ta có thể mong chờ là những năm sau nữa, những con chip Exynos 2500, 2600 quay trở lại với chúng ta sẽ là những con chip hỗ trợ ray tracing đỉnh cao. Và khi đó cuộc đua về game AAA trên những sản phẩm điện thoại có lẽ lúc đó nó sẽ khốc liệt hơn rất là nhiều. Quân tử báo thù thì 10 năm chưa muộn, nhưng đây là một bước lùi mình nghĩ là cần có khi ở thị trường ngoài kia. Sự hỗn độn về những dòng chip cao cấp đang là quá nhiều. Hãy nghỉ đi Samsung và hãy quay trở lại thật sự là mãnh liệt hơn.